Mùa xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Hôm nay thì em có một chiếc xe hạng sang với rất nhiều anh chị và các bạn đang yêu thích và tìm kiếm. Với chiếc xe Lexus RX 350 sản xuất là năm 2014 nhập khẩu nguyên chiếc. Với phiên bản này là phiên bản nhập Mỹ, nó sẽ có trang bị cho anh chị và các bạn rất nhiều các tính năng an toàn theo tiêu chuẩn của Mỹ. Xe có ngoại thất là màu đen, nội thất là màu kem, full đầy đủ của tính năng option như là hệ thống loa Marklay, hay là hệ thống cam sườn, hệ thống rửa đèn pha, đèn bi chiếu sáng dạng bi đôi, rồi những phần giải đèn LED định vị, các chi tiết như là ghế điện, làm mát ghế và rất rất nhiều các tính năng an toàn khác nữa, cũng như là tiện nghi option của chiếc xe. Anh chị và các bạn có nhu cầu hãy qua trực tiếp cửa hàng Giao Huy Auto, địa chỉ đơn vị là số 5 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội để có thể xem xe và trải nghiệm lái thử. Đơn vị bán xe có cam kết đầy đủ cho khách hàng các hạng mục xe không đâm va, không ngập nước, hồ sơ pháp lý của chiếc xe chuẩn chỉ để anh chị và các bạn có thể sang tên. Những đường nét tổng quan của chiếc xe thì em cũng sẽ quay đầy đủ từ những hệ thống mâm lốp của chiếc xe. Đấy, các chi tiết nhỏ nhất của chiếc xe em cũng sẽ quay rõ, giúp các bác ở xa sẽ tiết kiệm cái thời gian đi lại cũng như là mình sẽ chọn được chiếc xe nó sẽ nhanh hơn. Khi anh chị và các bạn xem cảm thấy ưng rồi thì mình có thể kết bạn Zalo, em sẽ chụp và gửi lại chi tiết cận cảnh cho anh chị và các bạn những cái phần mà anh chị và các bạn đang yêu cầu, đảm bảo anh chị và các bạn có thông tin rõ ràng nhất. Còn để mà mình có thể là tham khảo thông số của những chiếc xe anh chị và các bạn đang cần tìm, mình có thể truy cập ngay tại web otosehoi.com để mình xem lại thông tin cụ thể các mẫu xe anh chị và các bạn đang cần tìm. Tại web thì em có cập nhật thường xuyên liên tục các mẫu xe mới về, cũng như là xe có điều chỉnh giá để anh chị và các bạn có thể cân nhắc lựa chọn thời điểm mua xe. Với cái không gian chứa đồ của chiếc xe thì nó sẽ có một cái không gian chứa đồ khá là rộng rãi cho anh chị và các bạn có thể chứa được nhiều đồ. Đây là những cái đường LED như là hệ thống nốt sơ cua của chiếc xe được trang bị thêm. Và bác chủ cũng khá là giữ gìn lịch sử của chiếc xe full đầy đủ ở hãng cho anh chị và các bạn có thể check kiểm tra. Ngay cạnh cửa hàng thì có rất nhiều đơn vị chính hãng, anh chị và các bạn có thể mang vào kiểm tra một cách dễ dàng và không mất thời gian nhiều của anh chị và các bạn trong quá trình đi tìm mua xe. Đây là những cái phần, những hệ thống vách ngăn và những cái chi tiết tem mác. Cốp thì sử dụng là hệ thống cốp điện, vẫn còn hoạt động rất là trơn tru. Bóng đèn hậu của chiếc xe vẫn còn rất là trong anh chị này. Với dòng này thì nó sẽ mang lại cho anh chị và các bạn cái trải nghiệm vận hành nó êm ái, dễ chịu, bền, lành. Và bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan về cái không gian ghế ngồi ở hàng ghế thứ hai của chiếc xe. Với các tiện nghi như là hệ thống cánh cửa có trang bị bọc da, ốp gỗ với chất liệu cao cấp. Tem mác của chiếc xe thì nó vẫn còn đầy đủ để thể hiện rõ cho anh chị và các bạn là cái độ nguyên zin của chiếc xe. Còn để mà mình có thể đánh giá được là có bị sửa chữa hay không thì anh chị và các bạn có thể nhìn qua những con ốc bản lề. Sơn si thì cũng có một số chỗ phải tỉa lại do quá trình bị di chuyển bị xước xác bên ngoài da của chiếc xe thôi. Còn khung gầm, máy móc, động cơ, hộp số đều có cam kết rõ cho anh chị và các bạn trên văn bản hợp đồng giấy tờ, để các bác có thể yên tâm và chọn lựa xe tại cửa hàng Gia Huy. Bên đơn vị còn rất nhiều các mẫu xe hạng sang và những dòng xe khù khoằm dành cho những tín đồ yêu thích những dòng xe cổ. Anh chị và các bạn cần mẫu xe nào thì có thể truy cập tại web otosehoi.com để xem thông tin cụ thể anh chị nhé. Và bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về hệ thống cánh cửa, cánh lái của chiếc xe. Với những phím được trang bị như là hệ thống lên xuống kính này, chỉnh gương này, rồi hệ thống nhớ ghế này, loa thì trang bị loa Marklay cho anh chị và các bạn với chất lượng âm thanh tốt nhất. Và đây là những cái phần như là hệ thống chi tiết về phần táp ly hay là những phần con ốc bản lề, anh chị và các bạn có thể đi tham quan, theo dõi, đánh giá cùng em về chất lượng của chiếc xe. Nếu anh chị và các bạn cần em hỗ trợ chụp lại chi tiết cận cảnh những phần nào trên đây thì có thể kết bạn Zalo, em sẽ gửi chi tiết đầy đủ cho anh chị và các bạn có thể tham khảo và cân nhắc lựa chọn. Tổng thể về chiếc xe em đã giới thiệu cho anh chị và các bạn đây. Với cái mức giá của chiếc xe này thì bây giờ hiện tại cửa hàng đang giao bán cho anh chị và các bạn cái giá nó cũng rất là hợp lý thôi. Chỉ khoảng dưới 1 tỷ 450 triệu là anh chị bạn có thể sở hữu rồi. Các chế độ làm mát, mấy ghế này, hệ thống hộp đội để đồ này, rồi bệ tì tay, hè chống trơn trượt, khóa cầu vi sai. Cần số thì trang bị cần số zig zag
Màn hình giải trí và các phím bấm điều chỉnh chức năng của chiếc xe thì nó vẫn còn rất là rõ nét anh chị ạ. Vô lăng thì trang bị vô lăng 3 chấu bọc da ốp gỗ. Phía sau thì nó có như là phím set cruise này, rồi là hệ thống trang bị cần số gạt gạt mưa này, rồi hệ thống gạt chỉnh đèn này, vô lăng chỉnh điện này. Đấy. Và bây giờ thì ta sẽ cùng ngắm qua về phần hệ thống máy móc của chiếc xe với cái khối động cơ của chiếc xe nó sử dụng máy 3.5 V6. Cho anh chị và các bạn cái khả năng vận hành của chiếc xe nó rất là tuyệt vời trên mọi cung đường nhờ hệ dẫn động hai cầu. Những con ốc chân máy hay là những phần ốc ác chi tiết của chiếc xe các bác có thể kết bạn Zalo, em sẽ gửi chi tiết. Với chiếc Lexus RX 350 sản xuất năm 2014, hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với cái mức giá là 1 tỷ 450 triệu. Giá thì vẫn còn giảm và thương lượng cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Anh chị và các bạn cần thông tin cụ thể về những chiếc xe mình đang cần tìm, có thể là liên hệ em hoặc truy cập tại web otosehoi.com để xem thông tin cụ thể chi tiết. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.